Chào tất cả mọi người. Và trên tay mình đây đang là hai cái hộp đóng gói của hai điện thoại mà mình cảm thấy nó rất là độc lạ luôn. Thì đầu tiên mình sẽ mở chiếc hộp lớn trước nha. Nhìn cái hộp nó lớn như vậy thôi chứ bên trong cực kỳ nhỏ gọn luôn. Thì các bạn muốn biết nó độc lạ như thế nào không? Cùng xem video nha. Và đây chính là chiếc hộp đóng gói của em đó nè. Thì chiếc điện thoại này được mình mua trên Lada nha. Người gửi nè. Và đây là điện thoại nè, hộp AK007 6 trong 1 thiết kế độc đáo 2019 nè. Đây là một chiếc điện thoại màu đỏ nha. Thì đó chính là những cái thông tin ở trên cái hộp đóng gói này. Còn lại thì không còn gì nữa. Nói chung nhìn hộp bự như vậy thôi chứ bên trong nhỏ lắm. Đó, rồi mình unbox em nó ra luôn. Cái đầu. Mở hộp review hơn 1 năm trời rồi. Thì đây là lần đầu tiên mình đứt tay luôn á. Xui thiệt chứ. Coi như xui đi. Vừa mở hộp ra thì nó rớt ra một que chọc sim nè. Cái gì đây? Một tờ thông tin đơn hàng nha. Thì đây chính là chiếc điện thoại. Hộp đã bị bung rồi, đậy không được luôn. Nhìn bên ngoài vỏ hộp thì các bạn cũng thấy rồi. Đây là một chiếc điện thoại hình cây bút. Lạ chưa? Mình sẽ đánh giá qua về cái vỏ hộp bên ngoài nè. Rác quá. 6 in 1, 6 trong 1 nè, đèn LED nè, chụp hình, ghi âm và ghi chú, nhạc MP3. Đây chính là 6 tính năng của chiếc điện thoại này. Thì hộp bên ngoài nè được làm như là cầu vồng vậy á. Nhìn rất là đẹp luôn. Nổi bật với chiếc điện thoại nằm ngay giữa. Thì chiếc điện thoại này có 3 màu nè. Màu trắng, màu đen, màu đỏ. What the hell? Cái gì đây? Thì đây chính là 3 cái ống mực được tặng kèm nè. Đó, 3 cái ống mực. Một cục pin với 550mAh. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nha. Toàn tiếng Trung thôi, tiếng Trung với tiếng Anh, hai ngôn ngữ. Rồi, đốt uống thôi. Tiếp theo, một cọng dây sạc với chuẩn là micro USB. Tới giờ mình cầm trên tay nó, mình kêu nó là điện thoại, mình đứng còn ngượng miệng luôn á. Có ngồi sẵn rồi, dẹp cái ngồi là qua luôn. Bóc siêu màn hình nè. Hai vải nồi đó. Các bạn nghĩ đi, cầm này ra đường mà nghe điện thoại thiệt là buồn cười chết luôn. Rồi, mình sẽ đánh giá qua về ngoại hình của em đó nha. Các bạn nhìn như một cái bút gì đó, nhưng mà nó là một chiếc điện thoại. Điện thoại với bút hai chức năng luôn. Và phần phía trên nè, ở phần phía trên đây sẽ có một cái dùng để gài nha. Và các bạn khi mở ra nè, thì đây có một cái đèn pin. Thì đây chính là cái chức năng đèn LED nè. Những chức năng này lát mà đề cập nó đèn pin, một cổng sạc. Và ở đây có một cái lỗ nha. Mình không biết lỗ này để làm gì nữa. Chắc là cũng không có tác dụng đâu. Nói chung sạc cũng hơi bất tiện này. Các bạn phải mở cái nắp này ra. Cũng không có khó mở lắm, tương đối dễ mở. Và tiếp đó đây là một cái màn hình và loa thoại. Theo mình nghĩ đây là loa thoại. Và một số nút để mình bấm nè. Rất là độc đáo luôn. Phía sau nè, đây có một cái camera. Đây mình thì mình cũng chưa biết là gì. Camera. Phía dưới là một cái đầu bút nha. Đây chắc còn là cái mic nè. Đây là mic thoại. Phía dưới là một cái đầu bút. Rồi, thì đó chính là ngoại hình của em nó. Các bạn có thấy đặc biệt không? Mình vừa thấy chiếc điện thoại này thì mình đã muốn mua ngay về review rồi. Tới giờ mà mình đọc nó là điện thoại, mình vẫn còn ngượng miệng luôn á. Và đây, mình sẽ mở trong ra nha. Hộp email, có hai email luôn. Và đây chính là bên trong nha. Cái phần hồi nãy mình nói ngay đây nè, thì đây chính là loa ngoài nha, camera nè. Và tiếp đó bên dưới sẽ có hai cái khay sim. Hai khay sim, có luôn khay thẻ nhớ luôn. Có một khay thẻ nhớ nằm ngay trong nè. Rồi mình sẽ cắm thử cái cục pin vào nha. Sao mình không bỏ sim vô luôn ta. Và mình đã vừa lấy một cái sim nè.
mình sẽ bỏ vào thử luôn. Mình cũng đoán từ đầu đây là một sim micro rồi, bởi vì những chiếc điện thoại mà nhỏ gọn á thường nó sẽ tiết kiệm không gian, thì nó sẽ để những cái sim micro như vậy bỏ vào thì nhỏ gọn thôi, còn những sim bự thì đây không đủ chỗ bỏ. Rồi lắp pin vào. Đó. Và mình đã có một chiếc điện thoại. Nói chung mình thấy cái thiết kế của chiếc điện thoại này thực sự nó không có tốt lắm. Phần nhựa nè, các phần tiếp xúc nè, nó không có ăn khớp liên lạc với nhau lắm. Đó, lên rồi. Đó, phải nói là loa ngoài cực lớn luôn. Khu giao diện kìa. Menu nè. Phone nè, gọi nè, tin nhắn nè, nghe nhạc luôn nè, đã chưa? Danh bạ nè, nút bên phải là danh bạ nha, nút bên trái là menu, thì nút bên dưới là gọi nha, nút bên này là tắt, thì cũng tương tự như những chiếc điện thoại khác thôi. Có luôn mở khóa luôn, thì mở khóa thì các bạn cũng tương tự vậy. Mở khóa thì cũng như những chiếc điện thoại đập đá thôi, bấm nút bên đây và nút sau. Nói chung nhìn cái màn hình này mình thấy nó hơi khó nhìn, tại bởi vì nó cong á, nhìn khó nhìn thiệt luôn á. Nhìn cái hình nền này thì các bạn có nhớ tới những chiếc điện thoại nào không? Mình thì nhớ tới những chiếc điện thoại Nokia hồi đó, nhìn rất là giống luôn. Nói chung cảm giác bấm trên đây thực sự mình cảm thấy là hơi khó, bởi vì cái nút nó quá là nhỏ mà còn cong nữa, nó cong hai bên nè. Đó, những cái nút này còn có đèn nữa nè, không? Để cho mình có thể thuận tiện sử dụng trong buổi tối á. Và để thay cái ngòi bút này nè, nó sẽ cho sẵn 3 ngòi bút nha. Mình không biết hết thì đi đâu mua nữa. 3 ngòi bút mực nó rất là ít luôn, có một tí thôi. Đó, thì mình sẽ thay nha, thử thôi. À được, cái ruột, cái ngòi bút nó cho sẵn nó hết mực rồi. Kinh chưa? Ác thiệt chứ. Cho sẵn 3 cây, cho thêm 3 cây mà chưa gì cây có sẵn đã hết rồi. Thì đây chính là cái cách để thay ngòi bút nè. Nó không có cái chức năng mà bấm để nó cái ngòi nó thụt ra thụt vào á, cho nên mình cầm một tí nè nó đã quẹt cho tay mình đầy hết rồi. Số kỳ vậy ta. Mình nghĩ là đáng lý phải có cái đó, nhưng mà ở chiếc bút này lại không có. Các bạn thấy không, quẹt cho tay mình đầy hết rồi. Khó chịu thật. Mình đã thử hết các cách rồi, và mình sẽ gọi ngược lại thử để mình test xem cái tiếng của nó như thế nào nè. Đó, thì đây chính là cái nhạc chuông của chiếc điện thoại này. Nói chung mình thấy âm thanh nhạc chuông cũng khá là lớn, nhưng mà mình không thấy rung, sự không thấy rung luôn. Không biết trong phần cài đặt có hay không á. Nói chung mình nghĩ là bật rung thì vô cài đặt chắc có thôi, không lý gì mà một chiếc điện thoại mà lại không có rung cả. Nhưng mà các bạn vào cái phần cài đặt, thực sự cái màn hình nó quá là nhỏ á, nó chữ nó bị che hết rồi, nên chỉnh mình nghĩ cũng hơi khó khăn một tí, nhưng mà chắc là ok thôi. Mình sẽ thử chụp hình trên chiếc điện thoại này nha. Chụp hình thì các bạn bấm số 5 nè. Thì nó không có bộ nhớ, nên bắt mình phải để thẻ nhớ vào. Nói chung chiếc thằng chụp hình này chụp cho vui thôi, mình nghĩ nó không có sử dụng thực tế được đâu, bởi vì chất lượng nó quá là xấu luôn. Thì chiếc điện thoại này mình cảm thấy rất phù hợp với những bạn mà thích đọc lạ. Đó, các bạn nghĩ đi, cầm một điện thoại này mà ai gọi tới mà cầm lên nghe. Mình phải nói là vậy mà của ông nội của vậy luôn. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng như một chiếc bút luôn nè. Để mình thử. Màu mực là màu đen nha, nhưng mà mình thấy cái cảm giác viết á nó hơi bị giống như bự quá nè, mình cầm hơi khó nè, cầm viết nó sẽ bị rung rất là khó, hơi khó viết một tí. Nói chung cái viết này mình nghĩ là trang trí nó đẹp thôi, để trong túi thì nó sẽ bị dính vô tay rất nhiều, dính vô tay, dính vô áo, dính vô quần á, mực nó cũng sẽ hết rất là nhanh. Mình nghĩ vì lý do đó cho nên cái ngòi nó cho sẵn nè, nó đã hết mực rồi. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong video này. Các bạn nghĩ sao về cái viết này thì hãy comment để ý kiến ở bên dưới, để mình và mọi người cùng biết nha. Đường link chi tiết về sản phẩm mình sẽ để ngay bên dưới description nha. Nếu như các bạn nào thích sản phẩm độc lạ thì hãy mua sản phẩm này về chơi cũng vui đó.
mình xin kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Tạm biệt và hẹn lại các bạn trong một video gần nhất. À quên, các bạn nào muốn mình mổ bụng chiếc điện thoại này không thì hãy comment để lấy ý kiến bên dưới luôn nha. Được thì mình sẽ mổ bụng nó luôn.